Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn. Chúng ta cùng bước vào bài ngữ pháp số 4 trong phần ngữ pháp của Spiritual Master Nova. Trong bài học số 2, chúng ta đã cùng học về cách sử dụng của yo. Và trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng học cách sử dụng khác của yo. Với cách sử dụng này, đầu tiên nó dùng để đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ như là Osa no yō na amaku nai nomimono ga nomitai. Tôi muốn uống một cái đồ uống mà nó không ngọt, như là trà, đúng không? Vậy thì ocha no yō na sẽ là một ví dụ, đây là đưa ra như là trà. Cách kết hợp của nó như thế nào? Thứ nhất là nếu như ở trước nó là một động từ thì các bạn sẽ chia động từ về thể thông thường. Còn trước nó là một danh từ thì các bạn sẽ cộng với trợ từ no. Ở đằng sau, nếu như đi sau yō là một danh từ nữa thì lúc đấy các bạn sẽ biến đổi yō trở thành yō na. Còn nếu như sau nó là một cái động từ hoặc là một cái cụm từ dài thì lúc đấy các bạn phải biến đổi thành yō ni. Trong câu này thì các bạn thấy là cả cái cụm từ amaku nai và ocha no yō na đều bổ nghĩa cho danh từ là nomimono, tôi muốn uống một cái đồ uống. Đồ uống như thế nào? Đồ uống mà nó không ngọt, như là chẳng hạn như là trà. Vậy cả cái cụm này nó bổ nghĩa cho danh từ. Do vậy trong trường hợp này các bạn phải để yo thành yo na. Chúng ta cùng đi vào một số ví dụ tiếp theo nhé. Tanaka-san no yō ni mainichi undō sureba kenkō ni narimasu yo. Undō suru, tập thể dục đúng không? Vận động. Nếu mà ngày nào mình cũng tập thể dục như Tanaka-san thì mình sẽ khỏe lên. Vậy thì Tanaka-san là một ví dụ. Tanaka-san no yō ni. Bởi vì đằng sau này thì chúng ta có một cả một cụm từ, đó là mainichi undō sureba, đúng không? Do vậy thì chúng ta phải chuyển yō trở thành yō ni. Còn với câu ví dụ thứ ba, mainichi osoku made shigoto o suru toyu yōna sekatsu wa taihen da. Cái cuộc sống như thế nào? Cuộc sống mà như thể là ngày nào cũng phải làm công việc cho đến đêm muộn ấy, đêm khuya ấy. Mainichi osoku made thì thật là vất vả. Vậy thì cả cái cụm từ này nó dùng để bổ nghĩa cho sekatsu business. Do vậy trong trường hợp này chúng ta phải chuyển yo trở thành yo na. Và trong câu này thì các bạn có thể thay thêm cái toyu để mô tả cuộc sống như là như vậy. Có thể có hoặc có thể không có toyu. Nếu thêm toyu thì nó sẽ rõ nghĩa hơn là cuộc sống như thế nào, cuộc sống như là như thế này này này, đúng không? Còn với câu ví dụ thứ tư, yo ni ở đây cũng là thể hiện đưa ra một ví dụ. Kono purento ni kaete aru you ni daishiu no jūgyō wa yasumi desu. Và cái cách dùng này thì nó hơi khác với cách dùng thứ hai, thứ ba một chút. Với cách dùng thứ nhất, thứ hai, thứ ba là đưa ra một ví dụ. Còn cách dùng của câu thứ tư thường dùng ở ngay đầu câu khi mà chúng ta nói một cái gì đó. Ví dụ như là như quý vị đã biết, hoặc như là đã được viết ở trong cái tờ giấy này. Printo là cái tờ giấy mà mình in để mình phát cho mọi người. Như các em đã biết ở trong cái tờ giấy mà cô vừa phát cho các em đúng không? Đã được ghi trong tờ giấy đấy. Thì buổi học tuần sau chúng ta sẽ nghỉ. Vậy thì cái yo ni này nó không chỉ đơn thuần đưa ra một cái ví dụ nữa, mà nó thường sử dụng trong ví nghĩa cái cách mở đầu của một câu như các bạn đã biết, hoặc là như các em đã nhìn thấy, hoặc là tiếp theo đấy, thì chúng ta hay có cái dạng ví dụ như là trường hợp lịch sự đấy, các bạn hay dùng với từ là kosonji no yō ni, như quý vị đã biết. Kosonji no yō ni ne, kosonji no yō ni. Đó, thì chúng ta hôm nay đã có hai cách dùng, một là đưa ra ví dụ, hai là cũng đưa ra cái dạng câu chúng ta cũng dịch là như thôi, thế nhưng mà nó lại mang nghĩa là mào đầu của một câu nói để nói về một cái điều mà cả người nói và cả người nghe đều biết, như được viết ở trong cái tờ giấy này, đúng không? Người học sinh nhìn cái tờ giấy cũng biết là tuần sau sẽ nghỉ, hoặc là cô giáo nhìn vào tờ giấy cũng biết là tuần sau sẽ nghỉ. Tsugi, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cách dùng tiếp theo. Tuy nhiên cách dùng này thì chúng ta sẽ có hai vế để so sánh, đó chính là yo ni và tame ni. Yo ni và tame ni đều có thể dùng để chỉ về mục đích, để làm một việc gì đó. Tuy nhiên, cách kết hợp với động từ cũng như ý nghĩa của nó sẽ khác nhau một chút.
Về các kết hợp thì tameni sẽ đi với dạng như sau. Trước tameni sẽ là một động từ, nó là một động từ có ý chí, ví dụ như là đọc này, ăn, uống, đúng không? Đó là những cái động từ có ý chí, tức là nó có tân ngữ, có thực hiện hành động. Thì động từ đó sẽ chia về dạng nguyên mẫu. Còn nếu trước nó là một danh từ thì chúng ta sẽ cộng với no. Chẳng hạn như là để đọc sách chẳng hạn, mình sẽ là 読む ために. Hoặc vì gia đình, để cho gia đình hạnh phúc, mình sẽ nói là 家族, đúng không? Vì cái mục đích là gia đình đấy, 家族のために. Hoặc là vì cái mục đích là về sức khỏe, 健康のために. Đó. Thì đối với danh từ chúng ta có thể có no ために. Còn với dạng dô yoni thì động từ trước nó là những cái động từ không có ý chí. Động từ không có ý chí là động từ như thế nào? Là tự động từ này, là động từ chia về dạng thể khả năng này, hoặc động từ mô tả một cái trạng thái. Nó là những cái động từ không có ý chí, tức là tân ngữ sử dụng nó có thể là các, mà nó không cần có tân ngữ là ô. Còn trước ta mình thì nó phải động từ có ý chí, nó phải là tha động từ cơ, để mô tả hành động cơ, đúng không? Vì động từ đó, tức là hai cái này nó khác nhau về loại của động từ đứng trước nó. Còn về cơ bản, động từ vẫn phải chia về dạng vật dụng nguyên thể. Cách thứ hai nữa là nếu trường hợp câu chia về dạng vê này thì lúc đấy các bạn phải chuyển về yô này. Phải chuyển về yô này. Cho dù nó là tự hay là tha, nếu như nó là dạng vê này thì các bạn phải chuyển về yô này. Còn tha mê nị thì sẽ không đi với dạng động từ chia về vê này. Chúng ta cùng theo dõi ở hai ví dụ này nhé. Ở ví dụ đầu tiên chúng ta có là 早く起きられるように毎晩なるべく早く寝ます。Câu này thì起きる đã chuyển về dạng thể khả năng, đó là 起きられる, nghĩa là để có thể, đúng không? Để có thể thức dậy sớm thì tối nay, ở đây chúng ta có từ 今晩, 今晩なるべく早く寝ます。Tối nay thì tôi sẽ đi ngủ sớm nhất có thể. Vậy thì trước yoni là những cái tự động từ, là những cái từ mô tả trạng thái hoặc mô tả về cái khả năng. Còn trước tameni phải là một động từ chỉ hành động. Và hành động của chúng ta ở đây là thức dậy. Okiru. Câu của chúng ta sẽ phải nói rằng 早く起きるために今晩なるべく早く寝ます。Để thức dậy sớm thì hôm nay, tối hôm nay tôi phải đi ngủ sớm. Discuss. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang cách sử dụng yo ni suru. Yo ni suru chỉ nghĩa là người nói cố gắng thực hiện một cái điều gì đó. Trước nó sẽ là động từ chia về dạng vê nai hoặc vê rự. Nếu như bạn chuyển yo ni suru thành yo ni stayru thì thể hiện ý nghĩa là người nói đang cố gắng và sẽ duy trì cái việc đó thường xuyên. Chẳng hạn, Kenko no tame ni yasai o taberu yo ni stayimasu. Để cơ thể khỏe mạnh thì tôi đang cố gắng luyện tập, tôi đang cố gắng giữ cái thói quen là, hoặc tôi đang cố gắng duy trì thói quen là ăn rau, đúng không? Hoặc khi mà chúng ta đưa ra một cái lời khuyên bảo hoặc sai khiến đối một ai đó một cách nhẹ nhàng, hãy cố gắng đừng ăn, đừng uống rượu nhiều. Thay vì nói đừng có uống rượu nhiều, nomanai de kudasai, thì chúng ta có một cái cách nói nhẹ nhàng để đưa ra khuyên nhủ, đấy là nayo ni shite kudasai. Câu ví dụ của chúng ta ở đây là kenko no tame ni osake o nomisugi nayo ni shite kudasai. Để khỏe mạnh thì các bạn hãy cố gắng đừng uống nhiều, quá nhiều rượu. Không? Đấy. Thì các bạn nhớ rằng yo ni suru bản chất của nó là một động từ, thể hiện nghĩa là người nói cố gắng thực hiện cái điều đó. Và nó có thể có những cách biến đổi thành yo ni stayimasu để chỉ về một cái hành động mà người nói đang cố gắng và duy trì nó thành một thói quen. Còn với yo ni shite kudasai là một cái câu đưa ra cái khai khuyên nhủ, sai khiến một cách nhẹ nhàng, hãy cố gắng làm cái điều gì đó hoặc cố gắng đừng làm điều gì đó. Động từ trước yo ni suru sẽ ở dạng vê rự hoặc vê nai. Còn với yo ni naru, rõ ràng yo ni suru là một cái dạng chủ động thể hiện hành động, đúng không? Còn yo ni naru là một cái dạng mang cái tính bị động để thể hiện một cái sự thay đổi hoặc một trạng thái thôi, chứ nó không có tính hành động ở đây. Chẳng hạn, kotoshi wa mayasa yogingu o suru yo ni narimashita. Năm nay thì mỗi buổi sáng là tôi đã có thể chạy tập thể dục được. Vậy thì trước
yo ni naru, nó sẽ một động từ chia về dạng về dự hoặc về nai hoặc thể khả năng để chỉ về một cái sự thay đổi nào đó trước có mà bây giờ không có hoặc trước không có mà bây giờ có. Tóm lại là nó nói về cái sự thay đổi. Ví dụ năm nay thì tôi đã có thể chạy bộ vào mỗi buổi sáng rồi, mà trước kia năm ngoái thì tôi không làm được điều đó. Hoặc với câu ví dụ thứ hai, watashi no kodomo wa shogakko ni nattara sugu nakanai yo ni natta. Nghĩa là đứa con nhà tôi ấy, thì khi mà nó bước vào cấp 1 thì nó đã không còn khóc nhè nhiều nữa. Ngày trước thì cứ có một cái chuyện gì đấy là nó ngay lập tức nó khóc, nhưng bây giờ thì nó đã không ăn vạ, không khóc nhè nữa rồi. Sugu nakanai yo ni natta. Nó chỉ về một cái sự thay đổi đúng không? Hoặc nếu mà đi với động từ chỉ khả năng thì nó thể hiện ý nghĩa là trước kia có thể làm được, trước kia không thể mà bây giờ có thể làm được. Chẳng hạn, watashi no haha wa 60 no toki hajimete oyogeru you ni natta. Câu này có nghĩa là mẹ tôi khi mà bước sang vào tuổi 60 thì mới bắt đầu có thể bơi được. Vậy thì nó thể hiện cái sự thay đổi. Trước kia mẹ tôi không bơi được và bây giờ đã là oyogeru you ni narimashita, đã có thể bơi được rồi, đúng không? Vậy thì các bạn cứ nhớ cái yo ni naru nó chỉ đơn thuần để mô tả với một cái sự thay đổi có thể diễn ra, nó đã diễn ra rồi và nó khác so với trước kia. Còn với yo ni natteru thì trước nó động từ cũng không có gì thay đổi cả, vẫn là những cái động từ chia về dạng về dự hoặc là về nai hoặc là thể khả năng. Tuy nhiên với yo ni natteru thì nó, các bạn thấy rằng nó dùng để chỉ về những cái hoạt động của một hệ thống hoặc một của một động cơ máy móc nào đó, nó sẽ có cái sự tự động, tức là khi tôi ấn vào A thì nó sẽ tự động sang B chẳng hạn. Đấy, nó dùng để mô tả cho những cái hệ thống này hoặc là những cái hoạt động máy móc. Chẳng hạn như là kono kaban wa koko ni kitai denwa ga irerareru you ni natteru. Nghĩa là cái túi này thì ở đây thì bây giờ mình đã có thể gì bỏ điện thoại vào được. Nó mô tả về cái hoạt động hoặc là cái chức năng của một cái đồ vật nào đấy. Chẳng hạn là câu thứ hai này. Kono saito wa password o nyuroku shinai to access dekinai you ni natteru. Nghĩa là cái trang web này nếu mà bạn không nhập mật khẩu, không nhập password thì sẽ không thể truy cập được. Đấy. Thì với cái dạng you ni natteru chủ yếu nó đi với máy móc này hoặc đồ vật này hoặc là hệ thống để chỉ cái sự hoạt động của cái máy móc hoặc là hệ thống hoặc là đồ vật đó. Khi mà mình làm A thì nó sẽ chuyển sang cái trạng thái B một cách tự động. Hoặc là ví dụ như mình nói là cái túi này khi mà mình ấn cái gì gì đó thì bây giờ nó đã có thể cho cái điện thoại vào trong cái chỗ này được. Để nó chỉ cái sự thay đổi mang tính tự động của đồ vật. Do vậy, trước cái yoni natteru, thông thường nó sẽ là những cái động từ chỉ thể khả năng hoặc là nó cũng có thể chi với về dự hoặc là về nai. Cách dùng tiếp theo của yoni đó chính là đưa ra một cái lời mong mỏi, cầu mong, đặc biệt là khi chúng ta đưa ra lời chúc mừng này hoặc là lời cầu nguyện nào đấy. Với cách dùng này thì động từ sẽ chia về must, cầu mong cho điều đấy trở thành hiện thực, hoặc masen hoặc dekimasu. Chẳng hạn tôi mong và cầu chúc được mình có thể thi đỗ, cầu mong mình có thể thi đỗ vào trường đại học, chẳng hạn kỳ thi đại học. Nyugaku suke ni gogaku dekimasu yoni, hoặc cầu chúc cho mình, mong cho mình không bị thất bại trong công việc. Chigoto de shippai shimasen yoni. Thì thể hiện đưa ra một cái lời chúc mừng hoặc là một lời cái lời cầu nguyện thì các bạn có thể dùng với cách dùng này, yoni. Tiếp theo là động từ chia về dạng sai khiến. Đầu tiên là về cách chia. Với cách chia chúng ta sẽ có động từ nhóm thứ nhất, đó là động từ có đuôi là u ở cột u, đúng không nào? Thì các bạn sẽ chuyển cột u thành cột a cộng với seru. Ví dụ, kaku sẽ chuyển thành kakaseru, u chuyển thành iwaseru. Còn với động từ nhóm 2 thì các bạn hãy bỏ hoàn toàn đuôi ru cộng với saseru. Taberu, tabesaseru. Với động từ nhóm 3 chúng ta có suru chuyển thành saseru, kuru chuyển thành kosaseru. Vậy thì ý nghĩa của cách sử dụng động từ chia về thể sai khiến này làm gì? Đó là chúng ta có thể dịch về hai nghĩa. Thứ nhất là bắt nếu như hành động đấy mà người nói không thích làm, mang cái tính tiêu cực với người nói. Còn nó là cho phép nếu như hành động đấy, hoặc là cho
nếu như hành động đấy tốt cho người nói hoặc người nói thích thực hiện cái việc đó. Chẳng hạn như là Senpai Yamada thì bắt bạn Tanaka đi mua bia chẳng hạn, bắt sai khiến người đó, đúng không? Chúng ta có thể dịch là bắt hoặc là cho phép, đúng không? Nếu như là ý tốt thì sẽ là cho phép, còn nếu như là ý không được tốt với người tiếp nhận hành động thì sẽ là bắt. Yamada senpai wa Tanaka-san ni video kai ni ikaseta. Tác động lên một đối tượng nào đấy thì đối tượng đấy sẽ đi với trợ từ ni. Với câu thứ hai thì chúng ta có là osake ga nomenai hito ni muri ni osake o nomasete wa ikemasen. Te wa ike này là không được phép, đúng không? Muri ni nghĩa là mình bắt ép người khác, người ta không muốn nhưng mà mình vẫn cứ cố tình mình bắt ép. Trong câu này là không được bắt ép hoặc là không được ép cái người mà người ta không uống rượu để người ta uống, không được ép người ta uống rượu, đúng không? Điều đó là không được. Đấy. Cách dùng tiếp theo của dạng động từ sai khiến này đó là nó thường đi với những cái động từ chỉ cảm xúc, cảm giác để thể hiện nghĩa là làm cho ai cảm thấy như thế nào đó. Ví dụ, 急に国へ帰って母をびっくりさせた. Tôi đột nhiên về nước làm cho mẹ bất ngờ, đúng không? Về nước một cách đột ngột làm cho mẹ bất ngờ, làm cho ai đấy lo lắng hoặc là làm cho ai đó yên tâm thì chúng ta cũng có thể sử dụng với cái động từ chia về thể sai khiến này. Ngoài ra thì động từ chia về thể khiến còn một cách dùng nữa ở câu ví dụ thứ tư này, đó là nó đi với những cái động từ mô tả trạng thái để thể hiện ý nghĩa là một cái sự việc gì đó gây ra hoặc làm cho một cái sự việc khác nó có sự biến đổi hoặc là trở nên ở một cái trạng thái nào đó. Chẳng hạn, America no kinzai no akka ga sekai no kinzai wo kondan saseta. Cái sự tụt dốc của nền kinh tế Mỹ đã làm cho nền kinh tế thế giới bị hỗn loạn, làm cho hoặc là gây ra một cái tình trạng nào đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng với dạng động từ chia về thể sai khiến này. Cách sử dụng cuối cùng trong bài học ngày hôm nay đó chính là mẫu câu tada dame, deva dame, cha dame. Mẫu câu này thì thường nó sẽ là cái mẫu câu được sử dụng trong văn nói không được phép làm một cái gì đó. Thứ nhất là động từ các bạn có thể chia về tada, thứ hai deva, thứ ba là các bạn có thể chia về cha, động từ thì chia về thể mas bỏ mas đi cộng với cha, hoặc các bạn chia động từ về nakteva, nakta, nake. Và cái phần đằng sau thì các bạn có thể cộng với dame hoặc ikenai, nghĩa là không được phép làm một cái việc gì đó. Chẳng hạn, sonna takai fuku o kattara okane ga naku narimasu yo. Câu này thì có nghĩa là cái phần đằng sau thì chúng ta có thể thay bằng dame hoặc ike đều được. Và các bạn có thể thay bằng cái nghĩa khác thì nó nghĩa phù hợp. Chẳng hạn, nếu mà mua những cái quần áo đắt tiền như thế này, như thế đó thì sẽ hết tiền đấy, đúng không? Các bạn có thể thay bằng dame hoặc ikenai hoặc là okane ga naku naru đều được, phù hợp vào cái nghĩa đằng sau của các bạn. Thế là nếu mà làm cái việc đấy thì sẽ dẫn đến một cái kết quả không tốt, đúng không? Nakuta. Còn với câu thứ hai thì chúng ta có là chanto asagohan o tabenake. Thực chất nake thì nó sẽ bằng với nakereba narimasen, đúng không? Nakereba. Tuy cái nake này nó sẽ thử hiệp với nghĩa là phải làm gì đó. Và câu này là phải ăn sáng đầy đủ. Nó sẽ bằng với trường hợp là tabenakuta, hoặc nó sẽ bằng với trường hợp là tabenakereba hoặc tabenakute wa dame da yo. Đây là những cái cách mà thường dùng trong văn nói để thể hiện ý nghĩa là phải làm một cái việc gì đó, hoặc nếu mà làm việc gì đó thì sẽ dẫn đến một cái kết quả không tốt, có thể đi với dame hoặc ikenai. Thế như vậy là trong bài học này thì chúng ta đã điểm lại một số cái mẫu câu nằm ở phần N4. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.